A few moments later. Có hai lai đấy anh ạ. Đào.
Thank you.
Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Đây, ta đi. Em về đây. Ôi, quả hay đấy, đẳng cấp đấy. Rồi, tiếc quá không quay quả đấy. Quả hay quá, dốc từ dưới lên. Dốc từ lên lên. Ờ, dốc hay, dốc hay. Bàn thắng đẹp. Quả bàn thắng đẹp quá, không quay được, không kịp quay. FC Capsule và Austin. Bàn thắng rất đẹp, tỷ số 2 đều nhỉ. Bắt đầu lại từ đầu. Hiếu tung bên cánh này. Henry, đúng rồi. Cánh nhẹ nhàng, hay lắm. Henry đã không cởi giữ được quả bóng. Hậu vệ công Leo lượng đá giữa, xuống giữa này. Đường truyền rất đẹp sang cánh nhưng mà lượng đã không chế được bóng. Anh làm gì? Trả về tuyến giữa hay là truyền ra quần 2? Không, biên dành cho đội tuyển Gép Sun. Thế trận đang cân bằng giữa hai đội Capsule và Austin. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở khuôn khổ giải Summer Cup Vinhome. Hôm nay của Capsule có nhập tịch hai cầu thủ của Tây từ Nigeria. Hiện tại là chưa được cánh phải. Hay lắm. Mia. Một ta rất khéo. Nhưng không. Đúng bóng, trung bóng. Trung bóng. Đúng rồi, trung bóng cơ. Chân dài quá nên cũng không được. Kesun đã tổ chức rất là hay quá, đường truyền của quả lượng dành cho Hiếu băng lên rất hay. Đội bạn phản công nhanh. Vẫn giữ được bóng rất tốt, bạn vẫn rất tốt. Kiểm soát của đường bóng rất tốt. Hay lắm, sự tranh chấp rất là tốt từ các cầu thủ Nigeria, tuyến giữa nó hoàn toàn được khống chế. Ok. Tuy nhiên bị. Hay quá Công ơi. Công rất hay đấy, còn được đấy Công ạ. Rất tỉnh táo. Không hiểu, chúng ta như bị hỏng ở vị trí đó. Sao lại tổ chức lại trận đấu? Không có ai cắm lên à? Thiếu một cầu thủ cắm lên trên. Hôm nay nhiệt độ trên sân hôm nay là 34 độ nên cầu thủ rất là nhanh xuống sức và mệt mỏi. Có phải cooling break không? Cooling break không? Các cầu thủ đã phải tiêm doping giữa trận. Rất hay. Rất nhẹ nhàng. Giữ bóng được khoảng 2 giây tốt. Hay lắm. Hay lắm Tùng ơi, chọc quả được đấy. Đúng rồi. Lại hở cánh rồi. Hay thế nhỉ. Quá đẹp. Xuất sắc. Lực sút cực tốt luôn. Các cầu thủ phi tấn công hay nhưng mà lại thủ lại rất dở. Ok rồi, có hai viện binh rồi. Hai viện binh đã đến. Rất nhẹ nhàng. Yếu quá, khó. Không có kỹ thuật. Vào mà gỡ gì nữa, 3-2 rồi. Chạy mấy vòng rồi. Tưởng ra sớm hơn. Không có thời gian thì đây dậy. Anh phải gọi hai viện binh tuyển Nigeria về ngay. Anh sang đội nào đá luôn không? Hay sang đội nào luôn đi. Phát trực tiếp. Cho lời bình luận. Mấy siêu phẩm á. Mấy trận anh ghi có clip đấy, Khánh chưa xem à? À thế ạ.
anh gửi trong anh gửi trong nhóm anh không cả gửi cho cả đội các đội kia. Mấy trận đá hay mà anh ghi lại mà. Vâng. Anh ghi lại hết mà. Gửi vào nhóm em á. Anh không biết anh mấy cái đội hôm trước Khánh đá cùng đội Quy Len rồi cái thì anh cứ gửi lên cho các bạn ấy cho các bạn xe không gì đấy. Đấy. Về em xem. Về xem. 5-10 năm nữa xem lại mới thấy hay. Anh đá 10 phút thôi, thế thôi. Nhiệm vụ chính anh là ra sân đây là quay. Thế Khánh đá hay, Khánh không tham gia đội nào đúng không? Có em đá đội S111 ấy, cái đội mà hồi trước đá. Rồi. Em đá không ấy thôi. Thi thoảng ra được giải ra đúng không? Hay quá. Được bù lại khỏe không? Bù lại. Anh em đủ đội 2, đủ đội 3 đấy nhá. Đủ. Bên kia anh ngồi chợ rời còn đông lắm. Anh em áo xanh đủ đội 3. Bên là Liên Quân. Em 11 tháng tới có trận nào không? À, có sân không? Em không biết được. Chắc là có anh ạ. Các cái đúng không? Đợt tới là bên mình đá chủ nhật. Anh sân 1. Xin được sân chủ nhật mà sân 1. Khánh nữa là rảnh người ta. Đợt này là rảnh. Chắc là sân 2 3 đẹp quá là cũng hết đúng không? Đợt này xin được sân 1. Có sân ở đá là vui rồi. Vâng. Cánh kia. Vâng. Ui rồi. Đây anh em còn chưa được khởi động này. Vào đội 3 đây, đội 3 nhá, có đội 3 đấy. Xin cho đá ra hăng lên chứ. Hơi thiếu nhiệt. 3-2 sao ạ? Tay thì có khỏe thôi. Khánh đá giữa nhỉ, anh thấy đá giữa hay. Ở đây ít người đá giữa được. Đội đã gặp vòng một vòng hết đúng không? Nhân luôn này. Biết kiểu như đá luôn. Đúng rồi, chính xác. Ai dê nào góc nào. Ông nào chuẩn bị sút rồi, biết thế rồi đúng không? Vin mình Vinh giải Vin này tôi gặp các đội ở ngoài nó đơn giản. Tôi như em thấy có đã giải đấy. Kiểu như mấy đội yếu ấy. À có giải riêng à? CDB. Vâng. Chính tên. Đeo được à? Tây chạy không biết chạy. Tây thì đá thì lại đây lại. Bạn này là hay này, bạn này sút tốt này. Bạn này sút tốt này. Giữa mới được. Mặc áo dần đi, anh em thay nhau mặc áo cam đi. Đấy, Khánh đá không? Ở đây áo cam đi, anh em cứ mặc áo cam dần và thay đi. Thay nguyên. Ai vào đi? Kiên đấy, Kiên vào rồi. Ok. Khánh vào luôn đi. Khánh vào đi. Hai anh em cứ mặc áo đi. Chuẩn bị đi. Ở đây không gọi là không ra đâu, em ạ, cứ mặc sẵn đi. Cứ mặc đi, cái trọng gửi động. Thể thao đây. Tên gì? Cái gì? Đức Anh. Đá được đúng không? Nhìn trông dáng là biết rồi. Không phải hỏi. Đúng không? Nhìn có chân này. Có chân trái không? Chân giữa à? Chân trái hay chân giữa? Chân phải. Ôi đây đá nhìn này. Phải tí được khoảng nửa tiếng nước đá không được đứng đi. Chân phải liệt à? Nhìn nó dáng là được. Đội 4 nhá. Đấy, bây giờ mới bắt đầu đá này. Trận đấu bây giờ mình chính này. Ăn hai bàn.
Tí nữa thay hai tay đi, trọng thay tay dần đi. Rồi đây Hiếu bình luận cho anh, thấy Hiếu bình luận cực hay luôn, anh lại quả ăn thật, bình luận anh lại sai lầm. Cắt từ đầu đi Hiếu, Hiếu cắt từ đầu để Hiếu bình luận bắt đầu từ đầu hay hơn. Cắt thì anh thấy Hiếu lại chọn cần mic không? Không cần mic rồi. Tỷ số nó nhào nhà chú anh ở 3 đều à? Không, ở dẫn 5 1 hay 2 bàn hay sao? 4 3 4 3 4 3. Thôi tôi anh cầm cho. Ok. Em đi lau mồ hôi được. Trận đấu chuẩn bị đang tỷ số là 4-3 nhân đội về tuyển Austin. Hôm nay toàn hào thủ thì tí nữa là mệt anh em vào là vừa đẹp ở trong ạ. Bây giờ 8:30 vào nhá. Còn 15 phút nữa. Chuyền rất tốt đấy Tùng ạ, chuyền nó được ấy. Không sao cả đây. BK FC Austin anh. Austin. Tốt. Đá phạt cho FC Austin. Đâu đấy, đây cho mời bị luận công cầm mic để cùng phối hợp chuyên nghiệp cái này đấy. Một ông cầm máy, ông cầm mic đúng không? Mic vẫn nói được, còn mic chỉ nhìn đấy thôi. À, nhìn thôi, mic chỉ cần... Cái đấy quay cả những giọt mồ hôi rơi như không bình luận. Cảm lỗi. Có lỗi rồi. Dí vào mặt. Mặc dí vào mặt quay luôn. Mặc dù... Anh phải mang máy ảnh nữa. Trông nó cận cảnh cho nó buồn rầu, đau khổ. Mặc dù hôm nay kép sổ có những cầu thủ ngoại nhưng mà cũng mong manh lắm anh ạ. Đúng rồi, mong manh cho nó vì mình thấy bạn chạy thật sự là chạy. Mình đã phải bảo họ vào one by one, một kẻ một thôi, hay là một theo một thôi. Chứ cứ chạy theo bóng thì tập thể dục cũng được thôi. Nhưng mà giờ, họ khỏe à? Nhưng này có vẻ là đội mình đang cầm bóng nhiều hơn anh nhỉ? Đúng rồi. Khác hẳn luôn, không phải nói nhiều. Nhưng mà trước mắt là chúng ta không nên để thua thêm đã. Đúng rồi, đúng rồi. Đội bạn, thực ra đội bạn sút tốt thôi. Hay quá nhỉ? Hay thế nhỉ? Đội ta phối hợp, có đường nét, phối hợp được nhưng đội bạn sút tốt thôi. Chứ còn đường nét chúng ta có đường nét ngoài. Rồi, hay lắm, trông nó mềm đấy, nó rất là mềm. Hay nhỉ, bắt đầu khác hẳn nhỉ? Đội ta chỉ cần thêm một thủ môn ngon nữa là. Nhưng tại sao cứ khánh đội đá đội bạn mình toàn thua mà đá đội mình lại thua là sao? Dù tưởng ta người hay về là thu chột lại. Tốt. Quay rồi. Vâng. À, tầm này anh nghĩ là chúng ta bắt đầu bật kèo. À, bật kèo khả năng anh vào là thắng đấy. Trọng khởi động đi. Bật từ từ thôi để em còn cái đấy đội bạn cũng để. Vâng, đội bạn có cái cầu thủ vừa rồi sút tốt đấy. Là cầu ra sân rồi. Ra sân. Nhưng mà ông ấy là ông đá cả được kèo trái kèo phải nên là khó bắt phết. Anh quay tiếp không quay kịp. Đá cả kèo trái kèo phải tốt phết. Nếu lần sau mà gặp lại FC Austin thì chúng ta sẽ phải để ý hơn những cú đá từ xa. Đúng rồi. Không nghĩ là ăn quả đấy. Anh không nghĩ quả ăn quả đấy. Đội bàn có những quả bất ngờ đấy. Sút tốt. Ui kìa. Được. Thiệt mẹ rồi. Quả này tốt. Cũng hay. Hay quá nhỉ. Tốt. Hay thế nhỉ. Không. Oh. Quả đấy thì thực tế là kỹ thuật. Quả này hơi nghiệp dư tí. Hơi nghiệp dư, quả đấy thực sự. Có vẻ như Brun có dấu hiệu xuống sức rồi anh ạ. Tôi nghĩ là chuẩn bị sẽ có một sự thay đổi đường người đúng không? À. Anh nghĩ vậy. Bạn này đã tiền đạo được không? Trọng hay bạn này vào trước. Bạn này vào trước nhé Trọng nhé. Vào trước nhé. Đá cánh cho không được. Cái đó giữa đã thông không? Đá giữa đã. Mình để cho một tây đá tiền đạo cũng được. Thế thì cho ra đen cao ra nhé. Rồi thay ra đen cao đây anh ơi. Ờ. Đá thêm một giữa anh em mình kiểm soát bóng lại một tí. Em lên gì nhỉ? Em đưa anh.
Đức Anh à? Đấy nha. Đấy. Khởi động đi cho đền vào đỡ lệch kháng. Này Bình Luân Hiếu và Công, tôi có trả lương cho các anh đấy nhá. Vâng vâng. Không phải để các anh đi. Thực ra đang tốt. Đội căn bản là đội bạn đá mình đang bị hút tình huống ạ. Ờ, chứ phải ngắm ra sân bên cạnh đúng không? Vì tôi không biết anh Công rồi, anh hay ngắm sân bên cạnh lắm. Anh hay lấy tư liệu ở đâu? Đội bạn này đấy, cũng miếng đấy. Này, buổi, cũng hay. Vào à? Hay. Thay đổi đi. Thay đổi nhá. À, submission này. Thay người. À, Lượng ấy bảo bạn tay đen ra đi. Ok. Hỏi tên này. Thi đấu xa lại gặp nhau à? Lại hàng bạn quen, vừa đá cùng nhau. Ok. Relax, good. 10 minutes. Relax. You what huh? Vâng, đội kép sổ có những nhân tố mới được vào sân, nhân tố bí ẩn anh ạ. Nhân tố này lần đầu tiên vào. Tốt. Quá hay. Cho vào highlight. Vâng. Cho vào highlight. Một tình huống bóng hai rất đẹp anh ạ. Vâng. Cho tinh thần thi đấu. Tinh thần thi đấu đợt này là cảm giác thấy hơi trùng nhá. Thêm một trận đấu nữa mà chúng ta có bàn thắng từ tình huống cố định anh Tú Anh ạ. À. Tốt được kìa. Bàn thắng thứ nhất, anh còn không nhớ lúc nào nữa ạ. Quá lâu rồi. Trận trước. Trận trước à? Nay trận trước chúng ta không một bàn thắng tình huống cố định. Tốt. Rồi bạn có những cầu thủ rất cao to ạ. Nói ra kia là Hàn Quốc nhập tịch các bạn ạ. À, Hàn Quốc nhập tịch à? Ờ, tranh bóng mình cứ tưởng người Việt. Really? Ờ. Thật ạ? Ờ, anh lúc anh chạy mắt anh cận mà. Ok đúng anh? Ờ. Đấy, lúc anh tranh bóng, cái mắt anh cận anh cứ nghĩ là người Việt thôi. À, này người Hàn à? Thế ai bảo đấy, người Hàn ấy. Hay à? Hay thế anh à? Đội bạn hay mà. Đội bạn này sút rất tốt. Vẫn là một cú đá từ tuyến 2 anh ạ. Rồi, đến cổ sút xa khá tốt đấy. Nó cứ quàng quàng tay cho mình thấy cái mùi hơi nách khác gửi Việt Nam mình bảo là bạn đã tính nghi ngờ rồi đó. Vâng, đội bạn này dẫn trước 3 quả rồi. Cố lên. Đội kép sổ sao đó. Đội bạn hơi mong manh nhỉ. Động nghĩa là ngã rồi. Dẫn trước 1 hay 2 nhỉ? Mình ăn 3 quả rồi, họ ăn 3 quả anh ạ. Đâu, họ ăn 1 quả đấy anh ạ. 2, 3 quả đấy. Ờ, nhưng mình ăn được 2 quả lại đấy. Đâu, mình ăn 1 quả đấy thôi. Nhưng họ vừa ăn quả nữa rồi. Nhưng không sao, thời gian còn dài. Tốt anh rồi rồi. Trên là cái đấy. Một với đội hình này thì thực tế là cũng nhàn mà. À. Chiến thắng chỉ là trong thời gian thôi. Trong khởi động đấy không? Bắt ngôn nhé. Hay không quay không? Em quay à? Ok ok. Không theo được máy. Không như trông cái nên nó vẫn đủ có góc đấy. Đúng rồi, nó chứ không phải thế đâu. Vâng, chúng ta mấy hôm nay đang bị thiếu mất thủ vị trí thủ môn. Vị trí thủ môn rất là quan trọng. Tuấn này Tuấn có một cầu thủ thì một chiếc là hay mà mấy ngày chưa xuất hiện nữa. Ta vẫn chưa mua được cầu thủ đấy anh ạ. Tốt. Đúng ạ. Tốt lắm. Phải rất cẩn thận với những pha bóng như thế này. Đội bạn rất khỏe. Đội bạn Tây này cũng rất chịu khó xin bóng. Nhưng mà ông Tây này đường bóng không sáng lắm nhỉ. Đúng cả. Chết nhỉ, chết gì anh ạ? Được rồi, sao nhỉ? Đậm cái gì không? Đây, đây, ok, ok. Rồi chúng ta lại quay trở lại với trận đấu. Hai đội ăn miếng trả miếng. Khéo lắm anh ạ, Hàn Quốc khéo lắm. Họ vừa vê quả gầm anh có nhìn thấy không? À đấy à. Cứ bảo đúng kiểu của phút xa đấy à. Cứ bảo rượu cũng đủ ngon. Cứ bảo chưa được uống rượu chị. Được, ở đấy có lẽ là đem mà bắt gôn thay đặt kia đâu. Có thủ gôn, mình hơi nhát. Rượu bảo sức hơi ghê. Ok. Chậm qua đá đi. Vào đi. Thôi đi, mỗi người đá một tí. Mỗi người đá đi anh. Vào đi. Đưa anh vào chốt tí đi. Chạy nào phút nhá. Hai người nhá. Alo. Hai người. Mặc áo đi. Mày mày ra đây mày. Nhớ cho sát nhá. Đây. Anh nhanh nhanh em cho sát rồi kịp rồi. Anh nào vào đây anh. Anh Tú ơi.
làm siêu phẩm nhá. Dọn cỗ luôn. Tốt. Rất nắn nót tỉa một đường bóng. Chú anh chạy đi. Ra luôn. Rất tiếc không qua được rồi. Rồi sau đây. Khánh giữ bóng chân thật sự chắc anh ạ. Đội chưa ngắn tốt anh ạ. I don't know. Okay. I like it. Wow. Cánh thoáng, cánh thoáng. Không có gì phải vội vàng anh ạ. Ocean đang tấn công. Họ đã có hai bàn thắng làm vốn mà không có gì phải vội vàng. Chạy, chạy. Tốt, được, rồi chú ơi. Chúng ta cần nắn nót hơn trong những đường chuyền cuối anh ạ. Đấy, đội quả phối hợp hơi nhanh. Em cầm đây, để anh vào anh bắt gôn cho bạn kia cho. Thực ra là cải thiện hơn chút đấy.
ra trận. Đi em, chạy đi. Trái đi, lượng này vào giữa chưa ơi.
3 days later.